Tiếng họa kêu oan. Câu chuyện này là trước ngày giải phóng, năm đó tôi đi dạy học ở ngoài trường Bồ Đề ở Vũng Tàu, nó xảy ra cái chuyện ở ngoài Vũng Tàu trước ngày giải phóng. Tức là hai vợ chồng lấy nhau 5 năm mà chưa có con. Thì bà mẹ ở dưới miền Tây đó mới gửi cái thơ cho xe đò mời hai vợ chồng về ăn dỗ bố vợ. Thì người chồng mới sắp đặt cho người vợ về, chồng không có về. Thì bà mẹ bà ngồi bà chờ nguyên cái ngày đám dỗ mà không thấy con gái nó về, bà sốc luôn. Tối bà ngủ không được, không biết lý do gì vợ chồng nó không về. Nếu không chồng thì vợ không đến nào về hết, bà sốc ruột, bà ngủ không được. Sáng bà mới ra xe bà đi Vũng Tàu. Thì bà tới cái nhà đó thì cái nhà đã đóng cửa. Thì bà mới ngồi bên cái nhà cái bên cái bà bán thuốc lá nè. Thì cái bà bán thuốc lá bà nói tôi mới thấy cậu mới dắt xe đạp đi ra đó, chắc đi mua đồ gì đó, bác ngồi đi chơi chút rồi cậu về chứ gì. Thì bà này ngồi đó thì chàng rể mới đạp xe đạp về, mà đằng sau chiếc xe đạp có bao xi măng, đèo theo cái bao xi măng. Thì hai mẹ con mừng rỡ quá, mở cửa vô thì bà đến cái phòng ngủ của con gái bà quan sát, bà thấy ngăn nắp giày cũ giày mới, quần áo tất cả mọi việc ngăn nắp, không có chuyện gì. Thì người chồng mới nói là con sắp đặt quần áo tư trang cho vợ con về ăn dỗ mà vợ con chưa về sao mẹ? Bà nói nó đâu có về đâu, tao nóng ruột đó, tao lên tao coi nó có bệnh hoạn gì không. Vợ con đi rồi, con đưa ra xe đàng hoàng. Thì bà cũng chưa nghi ngờ gì. Thì bây giờ bà nghe con quạ nó đậu ngoài cái nhà tắm, nó kêu quạ thế nè. Bà mới nói thôi bây giờ con mẹ không có, thôi mẹ đi về, cái để nó về không có tao nó buồn, thôi đưa tao ra bến xe tao về. Thì chàng rể mới lấy xe đạp chở bà mẹ vợ ra bến xe Vũng Tàu. Thì hết xe rồi, chiều hết xe. Thì bà ngồi đó bà thấy con quạ nó đậu trên mấy cái cây ở ngoài bến xe, nó kêu quạ. Chàng rể thôi bây giờ con đưa mẹ về nghỉ rồi 4 giờ con đưa mẹ ra xe về, chứ bây giờ hết xe rồi. Bà chở bà vợ về thì con quạ nó về cái nóc nhà tắm nó kêu. Thì bà lại càng nghi nữa, tại sao mình ở nhà đây con quạ nó đậu trên nóc nhà tắm nó kêu, mà mình ra bến xe thì con quạ cũng ra ngoài bến xe nó kêu, mình trở về con quạ nó kêu. Thì bà đi ra nhà tắm, bà phát hiện là cái bao xi măng đó trở về để mà tráng cái nền đó, rồi nó giết vợ nó đã chôn ở dưới đó. Cái bao xi măng đó nó trở về nó chưa kịp đó nè, trộn xi măng để tráng cái nền đó mà bà má vợ được. Thế bà xỉu, bà khóc, bà xỉu, bà nói con tao ở đây nè, là xong ngay. Chồm sớm tới đó rồi thì cảnh sát tới lập biên bản bắt. Như vậy cái nhân quả đó quý vị thấy có khỏi không? Việc làm đó không ai biết hết, dòng họ cũng không biết, chồm xóm cũng không biết, chánh quyền cũng không biết. Thế mà ai biết? Trời biết. Trời biết là nhân quả biết. Phải có nhân quả chứ. Bởi vì sao? Cái nhân quả của đạo Phật rất là kỹ lưỡng. Hiện báo, sanh báo và hậu báo. Hiện báo là sao? Hiện báo có nghĩa là đánh trống thổi kèn, đánh mõ đánh chuông, thì nhân quả đồng thời không qua một giây một phút nào. Quý vị cầm cái dùi chuông, quý vị chạm vào cái thành chuông thì vang ra tiếng chuông, chứ đâu có chờ 5 phút sau nó mới nghe chuông đâu. Quý vị thổi kèn thì vừa thổi thì kèn nó kêu, chứ có phải đợi 3 phút sau kèn nó kêu đâu. Thì cái đó gọi là hiện báo. Nhân quả đồng thời hiện. Ngày xưa trả báo thì chày, đời nay trả báo một giây nhãn tiền.
Người ta nói cái câu đó, người ta giải thích là cái hiện bằng. Còn hai cái nữa ta chưa biết. Cái thứ hai đó là nó có thời gian, là ở chợ trạm xã tôi đó, ấp sáu đó, nó xảy ra câu chuyện thế này. Ở đó năm bao cấp, năm 79, 80, năm mà đói đó, năm mà đi Cà Mau hết đó, nàng dâu giết má chồng là trời mưa tam giác, cái hào đó cũng có nước, có cái cầu đó, bà đem cái nồi cháo heo đó bà rửa, cái nàng dâu đó gỡ tay bà dìm xuống, bà mới nắm được cái trụ cầu, thì cái nàng dâu nó gỡ cái tay của bà dìm cho tới chết rồi đi vào nhà. Người chồng thì đánh trâu chiều đi cày đất mạ, về hơi tối mà không thấy mẹ đâu. Hỏi thì bà vợ bà nói không thấy, hồi xế xế tới giờ cũng không thấy mẹ đâu hết. Ông chồng mới lên cái chỗ cái sào bà máng đồ, thấy cái khăn của mẹ còn, mà thường thường bà đi là cái khăn của bà phải dắt lên vai cái người già, nó có cái đặc biệt, cái khăn rằng dắt vai, khi đội khi dắt, mà cái khăn còn là bà không có đi khỏi nhà. Thì người chồng mới xách đèn đi tới nhà của bà chị, mới hỏi kêu cửa, chị mẹ có qua chị chơi không. Bà chị mới nói đời nào má không có đời nào ngủ nhà tao, bà nói khó ngủ lắm, chơi gì cũng chiều về chứ không ở đâu, ở đâu đó mày đi kiếm đi. Cuối cùng hết là mất bà già đó. Là sáng hôm sau chiều lại khoảng 4 giờ thì ở sớm có cái anh chàng ảnh đi câu, tôi gọi là câu kiều, tức là có con cá nái nó giữ cái bầy rồng rồng, ảnh bắt con vịt con rồi ảnh cột một chùm lưỡi câu dưới, ảnh nhấp nhấp thì con cá mẹ nó tưởng đâu người ta tới người ta bắt con nó, bắt một cái tức là dính cái chùm lưỡi câu câu đó, bắt mấy con cá mà nó giữ bầy rồng rồng bắt bằng cách đó. Thì anh đi vòng vòng cái ao đó, anh phát hiện bà già nổi lên la lên, thì chồm xóm đồ này kia khác nọ người ta ra, người ta đem bà lên, thì gia đình ta cử người chết trôi, chết bắn và chết xét đánh, ta không đem vô nhà, ta để ngoài sân, lấy hai cái cánh cửa rồi lấy chiếu trải lên để bà ngoài đó, thiên hạ công an xã rồi tới. Thì cái bà dâu bà khóc, bà khóc nức nở. Bởi vì sao? Bà đóng kịch cho khéo để người ta biết là dâu thương mẹ chồng, không ai nghi chuyện đó hết. Cứ nói bà già bà say sẩm rồi bà chóng mặt rồi bà té vậy thôi chứ còn đâu nghĩ. Bà dâu bà khóc quá trời, bà rà tới rà lui bà khóc. Bà già bà nhập cho mày đâu có tử tế vậy, mày thương tao mày khóc, mày tàn ác. Mày nhận tao xuống nước rồi, cái tay tao nắm được cái trụ cầu, mày gỡ cái tay ra mày dìm tao, giờ mày khóc gì? Thì rõ ràng công an xã ở đó nó điện cho công an huyện lên bắt còng đưa xuống dưới tỉnh nhốt, sao thì đem về tấn bãi bắn ở xã tôi. Có thiệt chứ tôi, nó pháp sư tôi đâu nói, có nói nó láo đâu. Pháp sư mà dám nói láo đời sau đứt cái lưỡi đó. Gọi là sanh báo, cái trường hợp này gọi là sanh báo. Có thể 10 ngày, có thể 1 năm, có thể 3 năm, có thể 5 năm, có thể 10 năm, 14, 15, 20 năm. Mình có thể thấy được. Đó nè. Như vậy là quý vị nấu cơm, thì phải từ lấy gạo cho đến bắt nồi lên điện than gì không biết. Nửa tiếng sau hoặc là 40 phút sau mình có cơm ăn. Như vậy là nhân quả phải trải qua 40 phút. Nhưng có trường hợp nhân quả phải trải qua 3 ngày là nấu cơm nếp, rồi để nguội, rồi rắc men, rồi dò viên, đem hồi ủ, rồi 3 ngày mới đem cơm rượu ra ăn, thì nó khác với cái cơm thường. Tương chao thì sao, làm dưa cải thì sao, trồng chuối thì sao, trồng xoài thì sao, tức là phải có thời gian nhân quả. Phải có thời gian, cái đó nó thuộc về sanh báo. Còn cái hậu báo thì khác nữa. Không phải đời này đâu mà mấy đời sau.
Bây giờ tôi nói cái chuyện gần đây nhất để quý vị nghe này. Hai vợ chồng cái anh Phật tử này nghèo lắm, ảnh này đi làm phụ hồ, cái tay mà ảnh cầm tôi quý vị, nó nhám như là cái da con cá nhám vậy. Chỉ thì quải cái gánh trên vai, bán tàu hũ non, nuôi bốn cô con gái học bác sĩ hết. Cái cô Út năm nay mãn, bốn cô học bác sĩ hết. Nó có cái may của anh chị đó, là mấy bác sĩ này học giỏi quá, được học bổng. Và các cái nhà tài trợ đó của cái tổ chức phi chính phủ đó, họ giúp đỡ thêm. Chứ còn thực ra hai vợ chồng mà làm cái nghề này, làm sao mà nuôi một người nuôi không nổi đó. Đừng nói bốn, một người nuôi cũng không nổi. Nhờ cái phước đó mà bốn cô con gái đều là đỗ bác sĩ hết. Năm nào địa phương đó cũng có cái bằng khen vợ chồng của anh chị là người tốt, việc tốt. Tốt đấy. Thì hôm đó trong một cái bữa cơm, vợ chồng đang ăn cơm vui vẻ lắm, anh mới nói với chị là tôi báo cái tin này cho bà biết, gia đình mình sắp có một tai nạn khủng khiếp, một cái tai họa khủng khiếp. Bà nói ông có khùng không, tôi thấy ông mát rồi đó, ông đi nắng nôi nhiều quá rồi mát rồi đó, ông phải nói gia đình mình có phước, bốn cô con gái học bác sĩ. Đó là cả làng, cả xóm, cả quỹ ban, trên quỹ ban dưới gì tặng bằng khen cho mình hết. Ông coi cái làng này, cái xóm này có ai được vậy không? Sao ông nói tôi thấy ông không có bình thường. Ông làm thinh không trả lời. Thôi bà vợ bà phản đối ông làm thinh rồi. 4 tháng sau nói tiếp, bà ơi bà đi chùa Hoằng Pháp mua cho tôi 4 cái áo tràng. Bà hỏi chi cho 4 cô bác sĩ đó tu. Thôi ông ơi, nó mà tu hạnh gì, nó theo tay, nó học theo tay, nó còn chê ông là mê tín dị đoan nữa kìa. Ông làm thinh, thôi bị phản đối làm thinh. 4 tháng nữa nói tiếp. Như vậy 3 lần 4 gì? 12, 1 năm trời. Bà ơi, bữa nay đó tôi nói với bà đó, thôi đừng có gánh tàu hũ bác nữa, tôi cũng không có đi làm hồ nữa, xong rồi. Cuộc đời của mình ngang đây xong rồi. Con Út của mình đó, nó ra trường rồi, mình đâu có nuôi ai nữa đâu. Bây giờ mình ở nhà, nó nuôi mình, nó làm, nó có tiền nữa, nó nuôi mình. Thôi mình nghỉ hết nha bà. Bà nói, tôi cũng tính vậy đó, thôi. Hết 3 cái đậu này tôi nghỉ, ông cũng đừng đi làm nữa, nắng nuôi cực khổ lắm. Bây giờ cái cuối cùng của tôi, bà cho tôi đi xuất gia nha. Ổng, bà nạp cho ổng 1 chập nữa, mát điện tới nữa. Bây giờ nó đi làm, nó nuôi mình, nó cho mình đi du lịch, đồ chơi này kêu như khuây khỏa vài năm chết, chứ tự nhiên đi tu vô chùa ăn tương. Ông nói cái chuyện tôi nghe không được hết. Từ cho ổng 1 hồi nữa. Ông mới nói, bữa nay tôi mới nói hết cho bà nghe. Bà nhớ lần thứ nhất tôi nói bà phản đối đúng không? Lần thứ hai tôi nói bà phản đối, bữa nay bà cũng phản đối nữa. Bà có đọc báo của bà có coi truyền hình không? Bà nói có chứ, ông đọc báo vậy tôi đọc báo đó, tôi đọc ké ông mà, cái truyền hình ông mở tôi coi. Có coi báo, có coi truyền hình thì bà biết rồi, một bác sĩ không có y đức bao nhiêu người khổ bà. Mình tới 4 bác sĩ rồi, bà làm thịt. Thôi đi đâu rồi đi. Thôi đi. Vỗ tay đi. Ông mới nói tôi cảnh báo cho, tôi nói đầu tiên hết gia đình sắp có một tai nạn, một cái khủng khiếp, là vì một bác sĩ không có y đức thì bao nhiêu bệnh nhân khổ. Mà nhà mình tới 4 bác sĩ lận thì bà nhân ra bao nhiêu người khổ. Cho nên tôi nói bà mua 4 cái áo tràng cho 4 bác sĩ đó đi tu, mà tôi phải tu cái chứ đó. Tôi không tu tôi đâu có dẫn dắt họ được, thành ra cuối cùng tôi phải đi tu. Để chi? Để 4 cô bác sĩ này tu theo tôi, đặng họ có y đức. Như vậy đó, chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Đó nè, nhân tài, hiền tài và thiên tài. Chữ tâm này ăn đứt 3 cái tài đó hết. Bây giờ chúng tôi nói cái tâm. Tâm nó cũng 3 thứ đó quý vị.
Như vậy á, cái thứ nhất tôi nói đó là nhân tâm, cái thứ hai đó là thiện tâm, cái thứ ba đó là tà tâm. Thấy nè, tài thì cũng có ba mà tâm cũng có ba. À, nhân tài là một, hiền tài là hai, thiên tài là ba. Bây giờ tâm nó cũng có ba là nhân tâm, rồi thiện tâm, rồi tà tâm. Bây giờ tôi nói cái thiện tâm. Cái người đó có học vị cao, có bằng cấp, có tài, nhưng mà không có tâm, thì cái tài đó nhân loại không có nhờ cậy được, mà gây một cái tai họa khủng khiếp. Gây một tai họa khủng khiếp. Bởi vì tài cộng với đức. Thế nè, cho nên phải nói nè, có tài phải có đức. Mà có tài không đức thì đem cái tài này ra thi thố, làm cho mọi người khổ đau. Tôi minh họa cái chuyện này để quý vị thấy thực tế lắm. Cũng là trọng nghĩa khinh tài. Thời xưa nó cũng có chuyện đó, thời nay nó cũng có chuyện đó, nhưng mà cái nội dung của nó hơi khác một chút đó nè. Nhưng cái tình tiết của nó thì trọng nghĩa khinh tài. Cho nên tôi nói có tài mà không có tâm thì cái tài này rất là nguy hiểm. Cái gia đình này giàu lắm, chiều đi làm về mua cái này cho con, mua cái kia cho con, nựng con, bế con, nhưng bà già ngồi đó không bao giờ ai ngó ngàng tới hết. Rồi bà thấy cái cảnh mà xây mặt vô trong tường bà khóc, hiếu thảo ngọt ngào. Cho nên chúng ta đừng nói rằng vì cái lý do nghèo chúng ta bỏ cha mẹ, chúng không nuôi cha mẹ. Thế thì cha mẹ đẻ con, cha mẹ có nói nghèo cha mẹ không nuôi con không? Bây giờ cha mẹ mình già mình nói cái lý do mình nghèo mình không nuôi cha mẹ. Vì vậy cho nên lấy cái vật chất để đo lường cái tâm hiếu. Nếu lúc còn sống họ không ngó ngàng, họ không nuôi cha mẹ, họ không lo chăm sóc cha mẹ, thì chắc gì cha mẹ chết họ bỏ tiền, họ cúng trai tăng, họ cầu siêu cho mẹ. Không bao giờ họ làm. Cái bà Phật tử tôi, bà gửi cho tôi hai cây vàng. Tôi hỏi sao bà không gửi cho. Thôi thầy ơi, cái ngày dỗ chồng tôi là cha nó, tôi bỏ tiền là tôi dỗ. Mà tôi điện thoại tôi kêu vợ chồng nó về thắp cây nhang cho bố để nó ăn mà không có đứa nào về. Thì may mớt tôi chết mà vợ chồng nó bỏ tiền rồi nó dỗ là chắc không bao giờ. Thôi tôi gửi cho thầy, may mớt tôi chết thầy dỗ tôi cho chắc ăn. Hay lắm quý vị, Vũ Lan Bồn đó. Đó là Vũ Lan Bồn đó. Quý vị thấy không? Là vì bà nghĩ rằng là bà bỏ tiền bà dỗ cha nó là chồng của bà. Bà chỉ gọi cho nó về, nó biết ngày dỗ, thắp cây nhang cho bố, rồi vợ chồng nó ăn cho nó chưa bỏ ra đồng nào hết, mà không có đứa nào về hết. Nó nói đủ thứ chuyện hết. Thì bà ngồi bà nghĩ, vậy thì mai mốt mình chết mà tới cái ngày dỗ nó bỏ tiền nó dỗ là chắc không bao giờ, không bao giờ. Khổ rầu. Như vậy đâu có quan hỷ đâu. Nghĩa là ở thế gian cha mẹ có người con, nhỏ thì biết chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn. Lớn thì biết giữ gìn tài sản của cha mẹ, biết dỗ chạp ông bà tổ tiên. Đó là cái điều mà làm cho cha mẹ vui cha mẹ. Mà ngược lại thì cha mẹ rất là khổ đau. Vì vậy cho nên bây giờ cái hiếu bây giờ nó rõ cái nét
Nó thể hiện lúc cha mẹ còn sanh tiền, thì khi cha mẹ qua đời họ mới bỏ tiền bỏ của, họ cúng dường trai tăng. Nhưng trong cái pháp trai tăng, chư tăng đâu có đòi hỏi cái khả năng của gia đình bao nhiêu nè. Vì cái đạo tịnh, vì cái pháp Vu Lan Bồn do Đức Thế Tôn tuyên thuyết, mà chư tăng là người thực hành muốn duy trì cái pháp Vu Lan Bồn này, phải tạo cái duyên với hàng cư sĩ với Phật tử để cho cái chánh pháp của Đức Thế Tôn tồn tại. Chứ không phải đến đó để mà nhìn cái thức ăn nhiều hay là ít, sang hay là trọng, mà đó là muốn nói là lấy cái tinh, cái vật chất đo lường cái tinh hiếu. Tôi nói thế này để quý vị thấy nè, có một cái bà cư sĩ này thọ giới Bồ Tát ăn chay trường 40 năm, nhưng mà chết bà đậu thai làm con heo. Bà về bà báo mộng cho người con trai, và nói rằng bà làm con heo ở cái nhà nông dân đó, có cái bầy heo đó 6 con, mà con heo đen ở trên lưng có cái bầy trắng đó là mẹ đó. Người con trai đến cái nhà người nuôi con heo đó kiểm tra thì đúng 6 con heo, có một con heo nè có cái bạch ở trên lưng đó. Người con trai đến mới thưa với thiền sư Diệu Pháp, ngài có cái khả năng ngài thấy được cái kiếp của mà con người ở trong quá khứ, nhưng mà không xa lắm. A la hớn khác, Phật thì khác, các vị thiền định có khả năng nhưng mà không thấy xa lắm. Thì thiền sư mới nói rằng ngày mai tôi sẽ trả lời đạo hữu, ngày mai sẽ đến tôi trả lời. Thì tối hôm đó ngài thiền định, ngài thấy rằng đúng bà sanh làm con heo ở trong cái nhà nông dân đó. Thì sáng hôm sau hai vợ chồng cư sĩ đó đến thì ngài trả lời rằng đúng. Ngài mới hỏi người con trai đó, vậy là trước khi mẹ cư sĩ chết bà có nói cái gì và cái cận tử nghiệp trong những cái ngày bà sắp từ trần đó có ai biết không? Thì người con trai nó đã thưa ngài là con là con trai cho nên không có gần gũi lắm vợ con, nuôi mẹ con, để con hỏi gì vợ con ngài đó. Thì bây giờ bà vợ bà mới nói thưa ngài nè, trước đó 3 ngày mẹ con từ trần thì mẹ con nói là giết con heo đó cho mẹ, giết ngay cho mẹ. Rồi bà chết. Thì người con trai nói với thiền sư Diệu Pháp rằng cái dòng họ của con nó có một cái tập quán thế này, nếu làm đám cưới cho đứa cháu nội đích tôn là phải mổ heo để đại họ, mặc dù mẹ con ăn chay nhưng mẹ con chấp nhận làm heo để đãi họ, nhưng mà mẹ con chưa thực hiện được, chưa thực hiện được thì mẹ con qua đời. Cho nên cái dòng tư tưởng đó chấp nhận mổ heo giết heo để đãi họ, nhưng mà thực tế là chưa thực hiện đó, mà trong cái tư tưởng này sát sanh phải trở lại làm con heo. Nói như vậy để quý vị thấy cái cận tử nghiệp. Ở trên cư xá Lữ Gia có một cái vụ thế này. Cái anh này nằm 6 năm ung thư xương, mà mẹ mất từ trước đó 20 năm. Hoàn toàn 20 năm anh không thấy mơ mộng, không chiêm bao gì hết. Nhưng mà hôm đó anh nằm mơ, anh thấy mẹ anh về nói đúc chuông có 2 chữ thôi. Anh thấy mẹ anh rõ ràng chỉ nói với anh là đúc chuông rồi mất rồi. Thì sáng anh nói với bà vợ, sao kỳ quá, mẹ mình mất 20 năm mà chưa bao giờ anh nằm mộng, anh nằm chiêm bao, mà hồi hôm này mẹ về mẹ nói với anh là đúc chuông có 2 chữ đó thôi, khó hiểu quá. Bà vợ mới ra Vũng Tàu gặp thầy mới trình bày cái chuyện đó. Thầy nói để thầy vào, thầy gặp anh thầy nói chuyện rồi. Hôm đó thầy giảng ở chùa Báo Ân ở Tân Bình. Sau đó thầy ghé nhà thầy mới nói với anh ra thế này.
ngày trước mẹ anh còn sống, mẹ anh có cái nguyện đúc chuông nhưng mà bà chưa thực hiện được, bà chết. Anh là con trai, anh sắp chết rồi, cho nên bà cho anh thấy, anh mới làm, chứ còn con dâu nó không có làm, vợ anh không có làm đâu. Cái nguyện của bà chưa trả được, cho nên bà về bà báo mộng cho anh biết là bà đúc chuông nhưng bà chưa làm được, bây giờ anh phải đúc chuông để cho bà tròn cái nguyện đó. Anh suy nghĩ một hồi, anh nằm một chỗ mà không có ngồi dậy được. Anh mới chắp tay nói, thưa thầy, nếu như vậy thì con phát nguyện đúc cái chuông, thầy coi cái chùa nào chưa có con cúng dường. Thầy mới nói rằng, tôi đi giảng ngay ngoài Quảng Ngãi, cái chùa Long Khánh họ lấy cái vỏ bom, họ làm cái khoen, họ treo, họ đánh, họ làm cái đại hùng chung, tôi nghe nó beng beng, tôi lên tránh điện tôi dồn, thấy cái vỏ bom tội nghiệp quá. Tôi mới nói, thôi để khi nào tôi đi Hoằng Pháp rồi ai cúng đó, rồi tôi cúng dường. Thì bây giờ nếu như anh đúc cái chuông thì tôi cúng dường cái chùa Long Khánh đó. Thì giờ anh muốn, cái khả năng anh nói là anh đúc cái chuông bao nhiêu ký? Anh nói 200 ký. Tôi nói thôi hơn chút nữa đi 250 ký thì nhỏ lắm, 200 ký nhỏ lắm, 250 ký. Thầy mới điện ra ngoài Huế, cái phường đúc đó. Anh nói, anh đúc cho tôi cái chuông 250 ký để là Long Khánh Tự ở Quảng Ngãi nha. Anh làm xong, làm khuôn xong, anh nói, thưa thầy, tuần sau rót đồng thầy có ra chú nguyện được không? Tôi nói, thôi xa lắm, anh nhờ quý thầy nó ở gần gần đó mời để chú nguyện đi rồi tôi ra tôi tạ lễ. Thì sáng hôm đó 8 giờ ở ngoài Huế đó họ làm lễ rót đồng, thì 9 giờ cái anh này ở cư xá Lữ Gia chết. Cái gia đình này giàu lắm, chiều đi làm về mua cái này cho con, mua cái kia cho con, nựng con, bế con, nhưng bà già ngồi đó không bao giờ ai ngó ngàng tới hết. Rồi bà thấy cái cảnh mà xây mặt vô trong tường bà khóc, hiếu thảo ngọt ngào. Cho nên chúng ta đừng nói rằng vì cái lý do nghèo chúng ta bỏ cha mẹ, chúng không nuôi cha mẹ. Thế thì cha mẹ đẻ con, cha mẹ có nói nghèo cha mẹ không nuôi con không? Bây giờ cha mẹ mình già, mình nói cái lý do mình nghèo, mình không nuôi cha mẹ. Vì vậy cho nên lấy cái vật chất để đo lường cái tâm hiếu. Nếu lúc còn sống họ không ngó ngàng, họ không nuôi cha mẹ, họ không lo chăm sóc cha mẹ, thì chắc gì cha mẹ chết họ bỏ tiền, họ cúng trai tăng, họ cầu siêu cho mẹ. Không bao giờ họ làm. Vì vậy cho nên bây giờ cái hiếu bây giờ nó rõ cái nét, nó thể hiện lúc cha mẹ còn sanh tiền, thì khi cha mẹ qua đời họ mới bỏ tiền bỏ của, họ cúng dường trai tăng. Nhưng trong cái pháp trai tăng, chư tăng đâu có đòi hỏi cái khả năng của gia đình bao nhiêu. Đó là vì cái đạo tịnh, vì cái pháp Du Lan Bồn do Đức Thế Tôn tuyên thuyết, mà chư tăng là người thực hành muốn duy trì cái pháp Du Lan Bồn này, phải tạo cái duyên với hàng cư sĩ với Phật tử để cho cái chánh pháp của Đức Thế Tôn tồn tại. Chứ không phải đến đó để mà nhìn cái thức ăn nhiều hay là ít, sang hay là trọng, mà đó là muốn nói là lấy cái tinh, cái vật chất đo lường cái tinh hiếu. Có cái người con gái này lâu lắm mới về thăm mẹ. Bà già bà ngồi đến cái bộ phản đó, cô mới chạy vô cô ôm cổ bà, con hung con nói con thương mẹ quá trời. Bà mừng lắm mà nói, con mà nó thương mình mừng. Nhưng mà không có gì hết, tại không xuống bếp ăn cho một bụng rồi đi về. Thương quá trời. Nhưng mà lần đầu thì bà cũng còn nghĩ là nó thương mình đó. Vài tháng nữa cũng về, nó thấy mẹ ngồi đó chạy vô ôm cổ hung nó, con thương mẹ quá trời. Nhưng mà hai cái tay không, bà hơi nghi rồi, bà nói, ủa, nó thương mình sao nó không cho mình gì chứ, không thấy nó cho gì hết. Xuống nhà bếp ăn bụng nữa đi về. Cái kỳ này là bà nghi rồi. Mấy tháng sau nữa cũng về, chạy vô thấy bà ngồi đúng, chạy vô ôm cổ hung con, mẹ thương con, thương mẹ quá trời quá đất. Bà nói, mày xạo, mày thương mình đâu có cho tao gì đâu mà thương. Đó nè, thay vì cái bánh cam trầm trên tay, cái bánh bao hay là
gói xôi hay là trái bắp thay lời để nói, không cần nói con thương mẹ quá trời, nhưng mà cái món quà cầm trên tay này, tức là nó nói rằng thương mẹ mới cho mẹ ăn, còn không thương thôi. Cho nên bây giờ lúc còn sống này, con nó bỏ rơi cha mẹ, giàu thì cái hiếu thảo của nó ngọt ngào, hiếu thảo mà ngọt ngào. Nghèo thì nói là lý do nghèo không nuôi cha mẹ. Hai cái này bất hiếu hết. Thầy kể quý vị nghe, năm 6, năm 73, thầy Hoằng Pháp ở dưới Dòng Trôm có cái câu chuyện thầy đáng nhớ tới bây giờ. Cái người này vợ chết, à không phải, không phải vợ chết, không có vợ, nghèo quá không có vợ. Rồi có cái chiếc xuồng đi chài, rồi đem tôm cá lên chợ Dòng Trôm nó bán để đổi gạo. Thì bữa đó ông bán xong rồi, ông mới nghe người ta nói ở trên đầu chợ có ai bỏ cái đứa nhỏ trong cái thúng. Ông lên ông dở rồi, ông thấy kiến lửa nó bu, con mắt rồi nó bu. Ông mới ngồi ông gỡ từng con kiến ra, xong anh mới bê tới ủy ban xã, ông mới báo. Thì hai người trứng đem về ông nuôi. Mà cái chắc cái nước cơm đó rồi lấy đường thẻ đó gọt rồi quậy nữa, chứ không có tiền mua sữa mà. Nhưng mà con nhà nghèo rồi, trời Phật cũng thương, thằng nhỏ nó lớn như thổ vậy tóc. Hai cha con đi chài xong, để thằng con 20 tuổi rồi, bố mới nói rằng cái đời của bố nghèo cho nên ở giá ra con. Bây giờ tới đời con, bây giờ nghèo quá làm sao cưới vợ. Mới cưới vợ thì phải có dòng, có vàng, phải có tiền nạp tài rồi. Cưới hỏi giờ nghèo quá làm sao tiền, thôi ở giá như bố nha con. Tội nghiệp cha con cũng tâm sự với nhau. Thì bây giờ trong cái làng đó có cái gia đình đó, họ đem con gái họ gả, họ bù hết. Tại sao? Họ thấy rằng cái đứa con trai này có hiếu, mà họ nghĩ rằng hãy con có hiếu với cha mẹ thì chung thủy với vợ con. Ngày xưa người ta có cái quan niệm đó. Ở này, con hiếu thảo với cha mẹ thì chung thủy với vợ con. Bởi sao? Nếu mà vợ chồng mà không hạnh phúc thì cha mẹ buồn. Cho nên người con hiếu thảo với cha mẹ là sợ cha mẹ buồn khổ, cho nên là chung thủy với vợ con. Thì cái cô gái này cũng mới suy nghĩ rồi. Suy nghĩ rồi. Ngày xưa câu chuyện Phạm Công Cúc qua rồi. Phạm Công là con nhà nghèo, học trò khó, nhưng mà Cúc Hoa đem lòng để thương Phạm Công, không phải là môn đăng hộ đối, mà thấy Phạm Công có hiếu với mẹ, có hiếu với mẹ. Cho nên cả hai cái ý tưởng đó là người con có hiếu với cha mẹ chung thị với vợ con. Cho nên Phạm Công đem lòng, Cúc Hoa đem lòng thương Phạm Công. Câu chuyện hồi xưa nha. Thì cái nhà gái này họ bao hết. Để chừng làm đám cưới rồi, họ sắm một chiếc đò để cho cái chàng rể nó đi học tài công, rồi chở khách từ Dòng Trôm lên chợ Bến Tre làm cái sự nghiệp để sinh sống hàng ngày. Thì hôm đó anh lái chiếc đò từ chợ Bến Tre về Dòng Trôm 12 giờ trưa rồi. Thì ở nhà nè, bố ngồi chờ con về mới ăn cơm. Thì khi anh về tới Dòng Trôm đó, có cái người bệnh, họ bao cái chiếc đò phải chở cái người bệnh trở lên Bến Tre. Cho nên anh về trễ, tới 2 giờ chiều anh mới về. Ông già chống gậy ngồi ở ngoài cửa đó mà ngồi chờ con về. Từ con về mới thấy bố ngồi chống gậy mà đói run mà run. Biết bố thương con, bố không có ăn cơm mà ra ngoài đó rồi. Rồi con nó quỳ xuống nhận cái lỗi. Lý do là con về tới Dòng Trôm, người ta bao đò chở người bệnh lên Bến Tre, cho nên con về trễ, bố phải tựa cửa chờ con. Con xin nhận cái lỗi lầm đó, và kể từ nay cho mãn đời con không dám làm điều đó nữa.
anh nói với anh, đồ của bố em không được giặt. Bà vợ bà nói rằng, tại sao em không được làm điều đó? Anh là chồng, anh đi lo chạy đò để tạo cái kinh tế của gia đình, bề gia nội trợ tất cả mọi việc ở nhà thì em làm hết. Quần áo của bố để em giặt cái chuyện đó, dâu con đâu có cái chuyện gì lỗi lầm. Người chồng mới nói rằng, cái hiếu của anh để anh trả. Nếu như 20 năm về trước mà bố anh không có lụm anh ở trên đầu chợ dòng trôm gỡ mấy con kiến đó thì anh chết rồi, đâu còn sống đến ngày nay. Chính nhờ cái ơn đó, cứu tử đó mà anh nguyện suốt đời anh làm người con hiếu thảo để trả cái công ơn, dù không có sanh nhưng mà cái công dưỡng đạo đồng, để quần áo của bố tối anh về anh giặt, không cho vợ giặt. Hôm đó ông bố mất đi, anh làm cái đám tang không lớn lắm nhưng mà đồ quý lắm, mua cái quan tài bằng cây quỳnh đàn, anh mua tiêm bức để làm cái loại thuốc bắc, nó giống như cái ruột cây mì rồi đó, về để liệm. Mà mua gấm Thượng Hải về liệm, thì bà con ở trong xóm đó họ tới họ thấy như vậy rồi họ mới bàn, họ nói bố con mất rồi thì cái chuyện chôn cất bình thường, bà con ở trong làng trong xóm này xưa nay thì ai cũng vậy, con mua cái đồ đắt quá rồi mình chôn xuống đất nó cũng mục, nó cũng hư, thôi để cái tiền đó để vợ chồng con sinh sống để tạo sự nghiệp với người ta. Người ta cũng khuyên lơn vậy, họ cũng thương. Cái người con mới nói với cô bác thế này, cô bác thương con, cô bác nói con rất là cảm ơn, con nhận điều đó. Nhưng mà cô bác cho con nói lời cuối cùng, thân của con, hình hài dốc thể của con bây giờ do bố con, nếu trễ một chút là con chết ở trên đầu chợ dòng trôm. Sự nghiệp hôm nay con có là do bố con. Bây giờ bố con có mãn phần, con bán hết cái tài sản này con lo cho bố con, con chưa trả được cái ơn dưỡng tử minh linh, tức là không có công sanh mà có công dưỡng. Thưa quý vị, đó là Du Lan Bồ. Nếu như Đức Phật nói trong kinh Du Lan rằng cái công ơn của cha mẹ lớn lao khó nhọc, bây giờ làm con muốn trả cái ơn đó thiết lễ Du Lan Bồ, mấy ông mấy bà phải bán nhà mà làm. Trời ơi, nói gì mà dữ dằn vậy, phải nói bớt đi, đồ ăn trăm món, trái cây năm màu. Đức Phật nói bớt bớt, nhẹ nhẹ chút, nó đồ ăn trăm món cho nhà nó còn, còn trong tủ nó còn tiền chưa hết, phải bán nhà. Vì cái ơn đó là cái ơn trời biển, cái ơn cha mẹ là cái ơn trời biển. Sao ta không nói cái ơn vợ chồng là trời biển, không nói cái ơn xóm láng giềng là trời biển, bạn bè là trời biển? Vì cha mẹ nuôi con, đầu tư cho con từ tinh thần đến vật chất, mà cha mẹ không nghĩ là mai mốt con sẽ trả lại. Không ai tốt bằng cha mẹ mình hết. Xin lỗi, mình giúp ai mình cũng nghĩ họ trả lại, vì họ giúp mình họ còn nghĩ mình trả lại. Chỉ có cha mẹ mình nuôi mình, cho mình, đầu tư mình mà cha mẹ không bao giờ nghĩ con trả lại. Đó là ơn trời biển. Vậy thì hôm nay chúng ta thành người, chúng ta có tài sản, chúng ta có địa vị trong xã hội, thì có phải là từ cha mẹ chúng ta không? Ơi hết giờ. Giàu nghèo, giờ nói cái giàu nghèo trước rồi. Tức là ở xã hội của chúng ta đó, thì hai cái giai cấp này, không giàu thì nghèo. Còn bên Ấn Độ đó, thời của Đức Phật đó,
thì bốn giai cấp. Nhưng mà nói cái phong tục tập quán và giai cấp của Việt Nam chúng ta là giàu nghèo. Thế là trong Minh Tâm Bửu Giám, thầy Phu Tử dạy thế này quý vị: bần nhi vô xỉm, phú nhi vô kiêu. Tức là cái người nghèo đó thì đừng có vua nịnh, đừng có nịnh bợ. Bần nhi vô xỉm, còn giàu đó đừng có ngã mạng tống cao, đừng có quên quan. Đó là đừng có nổ. Bây giờ có danh từ nổ, biết nổ không? Trời đất ơi, thôi nổ thôi hết phương. Ông Nguyên Tử còn thua nó nổ. Mấy bà là gì? Mấy bà là chảnh, còn mấy ông là nổ. Cái bệnh đó, cái bệnh bây giờ đó, mấy bà thì chảnh, mấy ông này nổ. Đó nè, nổ. Như vậy là thầy Phu Tử làm bậc thánh của thế gian, giảng thế sư biểu làm bậc thánh của thế gian, mà ngài dạy chúng ta đó là giàu với nghèo. Nghèo thì đừng có nịnh bợ, đừng có vua nịnh. Còn giàu thì đừng có gì, kiêu sa, cống cao ngã mạn. Tức là giữa cái giàu với cái nghèo. Như vậy nếu mình ở cái hoàn cảnh mà nghèo thì mình bị gió bắc không nó thổi là mình nịnh, mình hót người giàu. Nịnh hót. Nịnh hót để làm chi? Để mình nhờ cậy họ cái chuyện gì đó. Cho nên cái người nghèo họ tới cái người giàu họ khúm núm, họ đi có vẻ là lễ phép, rồi tất cả mọi cái cử chỉ, cái hành động của con người từ cái lời nói rất là mềm mỏng nhẹ nhàng đối với người giàu. Đó nè. Còn cái người giàu họ đối với người nghèo đó là chỉ tay năm ngón sổ sàng lắm. Bởi vì họ gì? Họ có sức mạnh tiền bạc mà. Họ có sức mạnh tiền bạc. Cho nên họ đối với người nghèo họ khinh miệt. Thế nè, từ cái lời ăn tiếng nói, từ cái hành động, từ cái cử chỉ, từ cái đi đứng nè, tức là họ có vẻ ta đây. Cái ngã của người giàu. Người nghèo đâu có ngã gì đâu, mà phải khuất phục, mà phải gì lòn cuối để nhờ vả họ cái gì đó. Cho nên hai cái trường hợp giàu nghèo này nó thuộc về bát phong thổi. Bần như vô xỉm, phú như vô kiêu. Ngài còn dạy thêm nữa: bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại lâm sơn hữu viễn thất. Cái người nghèo đó là ra ngoài chợ ngồi đó, không có ai dòm tới cái mặt. Bần cư náo thị vô nhân vấn, ra ngoài chợ ngồi không ai hỏi tới cái tên. Nghèo có gì đâu hỏi. Làm quen nghe nó chi mắc công, nó tới nó mượn tiền. Còn giàu đó, phú tại lâm sơn hữu diễn thân, giàu ở trong núi cũng có bạn theo. Đóng cửa tối ngày cũng có người chờ nữa. Đó là Khổng Phu Phu Tử dạy trong Minh Tâm Bửu Giám. Nên là để chúng ta thấy rằng giữa giàu và nghèo đối với Tam Bảo là bị gió bát phong. Nó là gió bát phong giàu, gió bát phong nghèo, hai cái gió này thổi. Rồi bây giờ tới thứ hai nữa là sang hèn. Tức là sang hèn tức đó là người trí thức và người bình dân. Sang hèn tức là trí thức và bình dân. Cái người trí thức, cái người có học, luôn luôn lúc nào họ cũng thấy mình là cái người được quần chúng ba bên bốn bề trọng dụng mình, là đi tới đâu cũng an trên ngồi trước, là người trí thức. Bây giờ cái người họ dốt không có học thì đi tới đâu cũng khép nép, kiếm cái chỗ nào nó cái xó nào đó ngồi cho có vậy thôi, chứ mặt này không ai tới dòm tới. Thế thì sao? Một người thì hết sức là đề cao cái bản ngã của mình. Một người hết sức là thấy tủi nhục, là mình đến chỗ nào mình cũng thua thiệt người ta hết, giữa bình dân và trí thức. Khổng Phu Tử dạy nè: học giả như hòa như đạo, bất học giả như cảo như thảo.
Người có học như lúa như nếp, người không học như rơm như cỏ. Thấy không? Cái người không học đó là cái người bình dân đó, coi như rơm như cỏ vậy. Còn người có học ta trung trọng dụng quý giá như lúa như nếp. Nhưng mà Đức Phật chúng ta thì tế nhị chỗ đó một chút. Đức Phật chúng ta tế nhị chỗ đó một chút. Bởi vì Đức Bổn Phụ Tử là thánh của thế gian, nói theo thế gian. Còn Đức Phật chúng ta là thánh xuất thế gian, cho nên Đức Phật tế nhị ở cái chỗ này. Nhân hữu nhị thập nan. Người ta có 20 điều khó, trong 20 điều khó đó, một trong 20 điều khó là bất khinh bị học nan. Đức Phật nói thế này, tức là con của anh A và con của anh B. Thế nè, mà gia đình anh A đó thì giàu có, cho nên có điều kiện đầu tư cho con đi học, đỗ được lấy cái bằng tiến sĩ. Thì như vậy là như hòa như đạo. Người có học mà như hòa như đạo. Còn con của anh B đó là gia đình anh B nghèo, không có điều kiện cho con đi học, con anh đê đi chăn bò. Như vậy cái người chăn bò với cái người có tiến sĩ, thì quý vị thấy đứng về mặt xã hội thế gian, thì cái người có tiến sĩ này được đề cao, mà cái thằng chăn bò này tức là mạt riệp xã hội đó. Đức Phật nói thế này, nếu như gia đình anh B mà có tiền, có điều kiện để cho con anh B đi học, thì chưa chắc con anh A bằng. Hay chưa? Vỗ tay đi. Vỗ tay đi. Cái đó đặc biệt không phải vỗ tay hết, quên. Đó nè, một bên thì nói là học giả như hòa như đạo, bất học giả như cảo như thảo. Tức là người có học như lúa như nếp, mà người không học như rơm như cỏ. Tức là ta đề cao cái người có học, và ta khinh miệt cái người chưa học. Đức Phật không, anh này không có tiền, cho nên anh này phải cho con đi ở đợi đi chăn bò. Còn con anh A này có tiền cho con đi học, có tiến sĩ. Nếu như anh A có tiền mà cho con anh B này có tiền cho con anh B đi học, thì chưa chắc con ông A bằng. Bất khinh vị học nam, đừng khinh người chưa học. Đừng khinh người chưa học. Cho nên chúng ta thấy qua hai cái nền giáo lý, giữa thánh của thế gian và bậc thánh của xuất thế gian, chúng ta thấy Đức Phật có một điểm trội hơn là xuất thế gian pháp. Thế gian họ không nói được điều đó. Mà tôi nói là thế gian họ trọng dụng cái người có học, tức là cái giới trí thức, và họ khinh miệt cái người dốt, cái bình dân, tức là sang hèn này ở thế gian này. Như vậy đó, cái gió bát phong này nó thổi, cái người có học, cái người ăn trên ngồi trước này, cái người đó tự ngã tự cao cũng bị. Tức là Tô Đông Pha với Phật Ấn, tôi kể chuyện Tô Đông Pha Phật Ấn như vậy. Hai vị này đó là bạn học giỏi lắm, nhưng mà một đàn đi tu, một đàn này thì ở thế gian, mà ông ta là văn chương thi phú giỏi lắm. Nói Tô Đông Pha là đời nhà Đường có tiếng rồi mà. Một hôm ông đến, ông thăm Phật Ấn, thì ông thấy rằng ở trong cái thiền thất của Phật Ấn á, có treo hai cái câu đối: Minh Nguyệt Sơn đầu kiếu, Quỳnh Khuyển ngọa hoa tâm. Đó nè, Minh Nguyệt Sơn đầu kiếu. Tô Đông Pha đọc, Tô Đông Pha nói Minh Nguyệt là trăng sáng, mà trăng sáng thì chiếu ở trên cái đỉnh đồi, trên đỉnh núi chứ sao mà trăng mà nó kêu. Minh Nguyệt Sơn đầu kiếu, kiếu là kêu. Cái ông này ông tu chứ ông khùng à. Trăng mà nó kêu ở trên đầu núi là sao, làm sao kêu. Minh Nguyệt Sơn đầu kiếu tức là cái ánh trăng sáng tỏ chiếu soi ở trên đỉnh núi thì đúng rồi. Bên đây nữa là Quỳnh Khuyển ngọa hoa tâm. Quỳnh Khuyển là con chó vàng. Khuyển là chó mà Quỳnh là vàng. Con chó vàng nó nằm ở dưới cái bóng cây,
ngoả qua âm thì đúng hơn. Còn đằng này tôi Đông Pha nói là quỳnh khuyển ngoả qua tâm, con chó sao nó nằm ở trong cái giữa cái bông được. Đấy nè, quỳnh khuyển ngoả qua âm, chữ âm thì đúng hơn là chữ tâm, nhưng mà đối thì bên này trắc bên này bằng, đúng rồi. Minh nguyệt sơn đầu kiếu, kiếu là trắc, quỳnh khuyển ngoả qua tâm là bằng. Như vậy là Tô Đông Pha sửa lại quỳnh khuyển ngoả qua âm, mà Tô Đông Pha ở Phật Ấn Thiền Sư thì là quỳnh khuyển ngoả qua tâm. Lê Diết ông sửa lại. Bên đây minh nguyệt sơn đầu chiếu, ông bỏ chữ kiếu, ông viết chữ chiếu vô. Bên đây quỳnh khuyển ngoả qua tâm, ông bỏ chữ tâm, ông viết chữ âm vô. Đứng về mặt luật đối thì được, không có trở ngại. Bên đây bằng, bên đây trách được. Thôi ngày Phật Ấn làm thinh không nói gì, ở lại mời Tô Đông Pha ở lại uống trà. Thế nào, thế thì khuya đúng 10 giờ thì con chim minh nguyệt nó kêu ở trên đỉnh núi. Tô Đông Pha hỏi Phật Ấn vậy chứ, chim gì mà nó kêu ban đêm ngày? Thường thường chim nó hót ban ngày chứ sao là 10 giờ 11 giờ đêm mà chim nó hót. À, thế thì ngài Phật Ấn mới dẫn Tô Đông Pha ra, mới nói đây là chim minh nguyệt, thường thường thì 11, 12 giờ đêm nó mới kêu, cho nên tôi viết cái câu đối là minh nguyệt sơn đầu kiếu. Tô Đông Pha bí rồi, bí rồi, con chim minh nguyệt, chứ không phải là minh nguyệt là cái ánh trăng sáng, không phải, minh nguyệt là danh từ riêng là chim minh nguyệt. Sang cái dẫn Tô Đông Pha ra, ở ngoài trước cái thiền thất của ngài Phật Ấn có cái chậu hoa hải đường, có con chim, có con sâu quỳnh khuyển nó ở trong giữa cái bông này. Sâu quỳnh khuyển nó ở trong giữa cái bông hải đường mà Tô Đông Pha nói quỳnh khuyển là con chó vàng. Đó nè, như vậy để tôi nói là trí thức và bình dân. Như vậy có cái ý của Tô Đông Pha là khi dễ ngài Phật Ấn, khi dễ ngài Phật Ấn. Mà ông ta là người hay chữ, ông là một nhà thơ, đối niên luật đường thơ thì ông giỏi lắm. Để đến ngài Phật Ấn Thiền Sư là một cái Tô Đông Pha đuối luôn. Đó nè, minh nguyệt sơn đầu kiếu, ông sửa lại là minh nguyệt sơn đầu chiếu. Quỳnh khuyển ngoạ qua tâm, ông sửa lại là quỳnh khuyển ngoạ qua âm. Cuối cùng hết là chim minh nguyệt và sâu quỳnh khuyển. Mà Tô Đông Pha nói là minh nguyệt là ánh trăng sáng, quỳnh khuyển là con chó vàng. Tức là hai người này đấu lý với nhau. Như vậy quý vị thấy giữa sang hèn, giàu nghèo sang hèn, hai cái giai cấp này luôn luôn họ bị chống đối với nhau. Chúng ta không ở cái vị trí của người trí thức thì chúng ta ở cái vị trí người dốt, người ít học. Từ cái chỗ đó mà người có học thì khi dễ người chưa học, xem thường cái người dốt. Nhưng mà Đức Phật nói là chúng ta đừng khinh người chưa học. Người đó họ chưa học thôi, mà nếu họ học tức là họ chưa chắc về cái người khác mà. Tôi nói ví dụ như tôi với một người bạn tôi cùng đi tu một lượt, đó nè, một năm một tuổi. Nhưng mà cái vị đó thì có một thầy một trò, cho nên cái thầy này không được đi học. Bởi vì đi học thì thầy ở nhà làm sao lo Phật sự ở nhà. Chùa hồi xưa đâu phải như bây giờ phải làm ruộng, có ruộng rồi trồng vườn cực khổ lắm, không được đi học. Còn tôi thì có cái duyên là tôi được đi học, cho nên sau này đấy tôi đi ra tôi làm Phật sự, tôi làm được nhiều việc cho Phật pháp. Còn cái vị sư đệ tôi đó không có ở nhà. Nhưng mà tôi có khi cái sư đệ tôi không? Tôi nghĩ là tôi có học và tôi về tôi khi dễ sư đệ tôi ở nhà dốt không? Không. Nhưng mà tôi phải kính trọng sư đệ tôi ở nhà, vì sư đệ tôi ở nhà thay tôi để hầu thầy,
và lo quán xuyến mọi công việc chùa hết, mà sư đệ tôi được Phật tử kính trọng. Có cái gì? Có cái công đức tu hành, giới luật rất là trang nghiêm. Như vậy tôi người có học, và cái người sư đệ tôi không học, như vậy sư đệ tôi dốt. Mà tôi không khinh sư đệ tôi, mà sư đệ tôi cũng không khinh tôi. Đó nè, giữa người có học và người không học, như vậy đức Khổng Phu Tử nói: đức thắng tài di quân tử, mà tài thắng đức vi tiểu nhân. Ở đời này chúng ta thắng, lấy cái đức mà thắng thì quân tử, mà lấy cái vật chất, lấy tiền tài mà thắng là tiểu nhân. Đó nè, cho nên tôi nói hiện nay đó quý vị biết, cái người Đại Hàn đó, Nam Hàn đó, là một trung bình mỗi một ngày là 40 người tự tử chết. Đây nói dính líu đến tiền bạc, sang Hàn tôi nói rồi. Trung bình mỗi một ngày đó, Nam Hàn phải có 40 người tự tử. Nhưng mà cái đối tượng tự tử này đó là toàn là giàu hết, là cựu tổng thống Đại Hàn Thắt Cổ chết. Con gái của tập đoàn Samsung điện tử đó là Thắt Cổ chết, mà cô này mới đậu đại học 20 tuổi. Cái tài khoản mà riêng của cha cô để cho cô đó 130 triệu đô la, mà cô Thắt Cổ còn chết. Rồi diễn viên điện ảnh chết, rồi bóng đá chết, cầu thủ bóng đá chết, không nói người ăn mày nào chết. Tại sao vậy? Những người đó là những người gì? Là cái đời sống của họ sung mãn, về vật chất họ đầy đủ, cần phải sống để họ ăn chứ. Ai ở đời này không biết thụ hưởng? Mà người đó họ có thụ hưởng không? Thì tại sao họ chết? Tiền bạc họ nhiều như vậy họ chết. Còn những người ăn xin đó, để tôi nói quý vị, sáng đó họ làm cái thân của họ đó dơ dãi, rồi họ còn ngụy trang là tật nguyền thương tật. Họ đi tới chỗ này, họ lại ông lại bà, bố thí cho chén cơm đồng bạc sống qua ngày. Họ thấy khổ thiểu não đó, cho nên mình nó động lòng. Mình thấy cái cảnh như vậy mình không thể dưỡng dương được, mình cho họ. Nhưng mà chiều rồi đó, xong rồi đó, khách giảng lai về hết rồi, họ tắm rửa đi quanh bài tư sát trời, ăn hủ tiếu bình thường, không bao giờ chết. Tôi ở Đại Tàu Tòng Lâm tôi biết mà. Ai nói cái chuyện đó ăn mài ăn xin ở Tòng Lâm là tôi rành dữ lắm á. Không ai chết hết. Những người chết ở Đại Hàn bây giờ là những danh giá, những người có tiền giàu, có trọng dụng trong xã hội mà tự tử chết. Lý do tại sao? Vì cái truyền thống dân tộc của Đại Hàn bị xóa sổ 40 năm nay. Việt Nam chúng ta chuẩn bị. Việt Nam chúng ta chuẩn bị. Bởi vì tất cả cha mẹ đó, là phụ huynh hiện nay đó, có con lớn lên phải tìm nó học cái gì để nó làm ra có tiền mới cho học. Tiền rồi nó tự nó chết hết. Vì nó phá vỡ cái truyền thống dân tộc làng mạc của nó 40 năm nay. Tôi về dưới quê tôi đây dọc dài tới cần đứa, tôi thấy nguy hiểm. Nguy hiểm gì? Nhà cửa thì mọc lên sang sát, sơn nước, rồi sa lông, rồi tủ kiến, đồ này kia nó. Nhưng mà dòm lại trong gia đình đều là thất nghiệp. Bán miếng đất đó, cất nhà còn tiền cho đứa chiếc xe gắn máy chạy đi chơi, chẳng có nghề nghiệp gì hết. Thế nè, và chúng ta phá vỡ cái truyền thống gia đình và xóm làng mạc của chúng ta, rồi chúng ta thấy cái tai họa của nó. Không một quốc gia nào phồn thịnh mà người dân chỉ biết làm giàu thôi. Tức là Nam Hàn bây giờ họ giàu chứ, họ giàu dữ dằn. Nhưng mà cái nguyên nhân là họ phá vỡ cái truyền thống văn hóa đạo đức gia đình của họ 40 năm nay. Cho nên bây giờ những người có tiền giàu là họ tự tử. Còn cái người ở Myanmar, tôi nói người ở Myanmar họ nghèo lắm quý vị. Nhưng mà tôi hỏi họ thì họ nói thế này: dân của chúng tôi không có mắc nợ,
dân của chúng tôi không có nợ nần gì. Và chúng tôi biết làm còn dư tiền đi cúng dường. Tôi thấy như vậy là họ hạnh phúc chưa? Dân họ không có nợ nần. Còn bây giờ Việt Nam của chúng ta nói vậy đó, mà vô nhà, nhà nào cũng nợ hết quý vị. Nó như nước Hoa Thanh Hương mà hồi giờ mới bao cấp là vỡ nợ, quý vị nghe Nguyễn Văn 12 đó, có 12 tỷ đó mấy. Bây giờ ở Cần Thơ đó, là cuối năm 2011, cái công ty An Khang này vỡ nợ 75 tỷ. Thì đầu năm 2012 này là Bình An vỡ nợ 1.600 tỷ. Một cái địa phương nhỏ thôi đó, mà tiền bạc như thế đó thì dân sao chịu nổi. Rồi mấy cái doanh nghiệp bán cá tra này nè, rồi thắt cổ chết hết. Tiền không hả? Tỷ không hả? Còn dân Myanmar họ không mắc nợ là một. Mà ở đời này chúng ta biết không mắc nợ là tốt lắm. Nghĩa là sống làm sao đó mà đừng mắc nợ là tốt. Cho nên cái ngày 30 Tết âm lịch của mình á, là cái ngày đó là cái ngày linh thiêng nhất. Tôi nói cái chỗ này là quý vị lưu ý. Mình dọn cơm canh quả phẩm lên bàn thờ gia tiên, rồi cái người chủ nhà, gia chủ đó là thắp hương quỳ xuống bàn thờ đó mới nguyện rước ông bà về ăn Tết, chấm dứt một năm năm cũ. Nhưng mà trong cái giờ phút linh thiêng đó, ba cây hương khói bay phượng vất đó, hồn của tổ tiên ông bà mình trước mặt mình đó, mà trong gia đình mình không có nợ, đúng không? Là cái ngày đó mà gia đình chúng ta tuyệt nhiên không có mắc nợ một đồng nào hết, thì chúng ta mới thấy ông bà chúng ta vui về dự cái Tết cổ truyền này mà con mình nó không mắc nợ. Nếu như con mình nó mắc nợ mà nó dọn lên mâm cao cổ đầy thì cha mẹ có ngồi ăn ngon không? Không ngon. Cho nên vì vậy mà cái giờ phút đó mà người gia chủ trong gia đình đó thắp hương rước ông bà, mà nhìn lại, quan sát lại, nhớ lại trong gia đình mình mãn năm rồi, giờ này mình không có nợ nần nữa là hạnh phúc. Thế còn giờ đó mà quỳ xuống mà bên này nợ, bên này nợ, bên này nợ, sợ người ta vô người ta đòi, đang quỳ đó mà sợ con nợ tới nó đòi nữa, thì có an ổn để ăn Tết không? Ông bà của chúng ta có vui vẻ về ăn Tết dùng với gia đình con mình mắc nợ không? Ở trong góp nhặt cát đá nó có cái câu chuyện thế này. Cái bà già này có hai đứa con. Một đứa con á, lớn thì bán dù, đứa con nhỏ thì bán dép. Dù dép thế nè, dù thì bán mùa gì? Mùa mưa. Mà dép thì bán gì? Bán mùa nắng. Cái mùa mà con bà bán dù đó thì bà khóc. Ta hỏi chứ sao bà khóc? Con tôi bán dép nó ế. Mà sao bà không nghĩ là con bà bán dù nó đắt? Qua cái 6 tháng sau đó thì cái đứa con mà bán dù nó ế, bà khóc. Hỏi sao bà khóc? Con tôi bán dù nó ế, con tôi bán dài nó gì, nó đắt. Như vậy mãn năm bà khóc không? Không có tháng nào bà cười hết. 6 tháng khóc cho đứa bán dép, 6 tháng khóc cho con bán dù. À, như vậy chuyện đó có không quý vị? Có. Xã hội này có đó. Có chứ không có đâu. Khóc không hả? Nếu mình nghĩ lại là 6 tháng người bán dù, 6 tháng người bán dép, thì 6 tháng mưa thì nó bán dù, thì 6 tháng nắng nó ăn, còn 6 tháng nắng thì cái đứa bán dép này nó bán, rồi 6 tháng kia thì nó nghỉ. Như vậy là tháng nào bà cũng cười hết, 52 tháng bà cười hết chứ đâu có gì đâu. Đằng này tức là bà khóc 6 tháng, đứa bán dù 6 tháng, đứa bán gì? Bán dài. Rồi bây giờ nói khen chê. Sang hèn rồi bây giờ tôi nói khen chê. Ở đời đó thì người ta ghét chê mà người ta trọng cái khen. Ai mà khen mình đó thì mình nở lỗ mũi, nở mặt nở mày, mà ai chê mình thì mình bị thù. Thù. Cho nên có cái câu này Phật tử chúng ta đừng nên nói. Sống để bụng chết đem theo, đừng nói. Thường thường ở ngoài đời họ nói là sống để bụng chết đem theo, có nghĩa là họ giận cái người đó là
không bao giờ họ quên, chết đem theo. Đem theo cái gì? Ruộng đất có đem theo không? Chức quyền có đem theo không? Con cái có đem theo không? Vàng bạc có đem theo không? Bỏ hết tất cả đem theo cái hận thù. Trời đất ơi, vậy mà nói nghe được đó. Dù mình dù mình, nếu mình bỏ là bỏ cái đó trước. Nếu mà trước khi mình nhắm mắt đó, mình về cái cảnh giới khác đó, là mình bỏ cái hận thù trước cái đó, bỏ trước cái này, rồi bắt đầu mới bỏ cái thân này, bỏ vàng bạc, bỏ con cháu, bỏ ruộng vườn, bỏ tài sản, tất cả mình bỏ sao. Nhưng mà yêu cầu mình phải bỏ cái hận thù trước. Đem theo cái hận thù này thì cái hận thù này nó kết nối và trăm kiếp ngàn đời không bao giờ mất. Tôi nói cho quý vị biết, bởi vì sao? Trong đạo Phật nói là hậu báo, hiện báo, sanh báo và hậu báo. Mà cái hậu báo này là Ngộ Đạt Quốc Sư 10 kiếp cái quan hồn này dẫn trả được. Tôi đi hoằng pháp ở Âu Châu, nó xảy ra một chuyện như thế này. Tôi hôm đó tôi ở Thụy Điển, thì bên đang mạch á, cái anh Phật tử này anh nghe tôi qua đó, anh mới đem xe qua anh rước. Nói má con bệnh gì kỳ, thầy qua thầy coi chút. Mà từ Thụy Điển mà qua Đan Mạch á, xe chạy 140 cây số giờ mà chạy 8 tiếng rồi thôi. Nó chạy tôi không thấy trời trăng gì, không thấy cây cối gì. Ở đây mình chạy mình còn thấy nhà cửa rồi, xe bên đó chạy là hoàn toàn không thấy, 140 cây số mà. Thì tới nhà đó thì nhà có hai má con rồi, bà già 70 tuổi, con này 37 tuổi. Cái chú đó chú nói má con bệnh gì kỳ lắm thầy, bên đây bác sĩ giỏi lắm mà ta không biết. Hỏi bệnh gì? Thay thử coi. Nhịn ăn có khi 10 ngày, có khi nửa tháng, có khi tháng không ăn. Sáng uống nước, chiều uống nước ngủ, nhưng mà bình thường con đi làm má con ở nhà quét nhà, lau nhà, giặt đồ, nấu ăn, tức là lo mọi việc bình thường, không có cái gì bệnh hoạn hết, nhưng mà không ăn. Nhịn đói. Tới chừng qua cái thời gian nó ăn, má có ăn ngày 3 con gà, thầy tin không? 3 con gà đó làm đám dỗ đó, 30 người ăn chưa hết, mà má con ăn ngày 3 con gà. Mua con gà bỏ lên cân 1,4 kg bà vắt thùng rác, 1,5 kg bà mới ăn. Còn bánh mì rồi bơ rồi sữa rồi gì đó linh tinh được khác nữa, 3 con gà. Nó biết bệnh gì không ai biết. Cái chú nói vậy xong cái bà mới nói, nó nói thêm tôi đó, ở nhà có hai mẹ con, nó ăn chi tôi ăn cái đó, chứ ma ăn chứ ai ăn dữ vậy. Ông coi ông đó, thầy coi đó, hai má con mua 2 cái tủ lạnh, mà tủ lạnh bên đó không phải như tủ lạnh bên đó cao lên tới 2 thước 5, cái tủ lạnh chiều cao, nhiều cái chức năng. Cái tủ lạnh của Việt Nam mình đồ bỏ gọi là bãi rác Á Châu, mình rê mình binh bê hết cái đó về, người ta không xài được. Cái ga mà cái ga của tủ lạnh mình nó lủng tầng ozone, bên Âu Châu người ta bỏ ra. 16 năm nay không xài bịch ni lông với cái tủ lạnh của mình. Mình bê hết vậy đó mình xài, khoái gần chết phải không? Nhà mình có tủ lạnh mừng dữ lắm, mà người ta bỏ 16 năm. Tôi nói thôi bà, lại đây tôi coi thử coi. Tôi coi xong tôi nói nè, hiện nay có một người ở trong bà đó, họ ăn chứ không phải bà. Cái bà mày nè, con nữ này nè, nó gian ác lắm. Đời trước nó giàu có lắm, nó mướn người giết. Cho nên tôi theo tôi báo nó là 3 đời. Mà cái cậu nam này nè, cậu này tốt lắm nè. Cho nên đi làm cực khổ vậy chứ tối nào cũng tụng kinh niệm Phật hồi hướng á. Nhẹ đó chứ không còn tồi tệ nữa. Như vậy là sống để bụng chết đem theo. Thôi đừng nói nha quý vị. Tôi sợ cái đó nhất. Cho nên Phật dạy thầy tỳ kheo không được giận cách đêm, giận buổi sáng tới buổi chiều ngày mai nghỉ. Phật dạy rồi chứ không, đúng không? Tại mình không nghe chứ. Thầy tỳ kheo không được giận cách đêm, nghĩa là giận gì đó giận, sáng ngủ dậy quên. Mà nếu như còn đó thì mang theo cái hận thù đó đó, thì 10 kiếp, ngàn kiếp vẫn phải trả. Ngộ Đạt Quốc Sư làm một vị quốc sư, là một vị tu hành 10 kiếp mà chỉ sơ sẩy một chút thôi thì cái quan hồn nó báo được. Một chút thôi nó báo được. Thì như vậy đó, chúng ta tu bằng ngày Ngộ Đạt không? Chúng ta giới đức bằng ngày không? Thế mà quan hồn nó vẫn còn vậy. Cho nên thiền sư Nhất Hạnh mới nói thế này, có một sư cô đó ăn chay 45 năm,
mà đến cái giờ phút gần chết thèm muốn nước mắm. Vô lý không? Bây giờ nghe nói nước mắm cái mình dội lên tới cần cổ. Nhưng mà sư cô đó đòi miếng nước mắm, cả chùa đó không ai cho hết, mà đem tỏi đem đồ rắc cùng hết, sợ ma ám quỷ hành. Cái làm gì ta tu ta ăn chay mà thèm nước mắm. Như vậy cái đó thì ngài nói rằng cái chủng tử thùy miên nó nằm ngủ yên, nó ngủ yên đó. Thùy miên tức là ngủ mê, mà cái chủng tử nó còn đó chứ nó ngủ thôi. Bây giờ có cái cơ hội này nó ngóc đầu nó dậy, nó thèm nước mắm, nhưng mà đem một chén nước mắm cho sư cô đó thì sư cô đã chết liền tại chỗ liền. Thèm một muỗng chứ một chén này thì chết liền. Không phải thèm, khoan, sư cô đó thèm đâu, mà cái chủng tử thùy miên đó còn. Cho nên tôi nói cái quan hồn, cái quan trái này nó thùy miên, nó nằm đó cho nên không mắc được. Có cơ hội nó ngóc đầu vậy là chúng ta phải trả đây này. Cho nên thôi thì ai mắc nợ mình mà chưa trả đến khi chết, mình tới đám ma đó mình đốt cây nhang, mình nói chị ơi, lúc sống chị mượn tiền của em mà chị chưa có điều cả, em cho chị luôn, cho luôn. Chứ nếu không họ phải trở lại mang lông đội sừng họ trả nợ chúng ta, cho luôn. Và cũng đừng nên nói là sống để bụng chết đem. Còn các anh chị nam nữ, thanh niên thanh nữ mà thương yêu với nhau rồi không được trắc trở gì đó, mới nói là kiếp này không trọn nguyện kiếp lai sinh, cũng không nên nói câu đó. Nó trở lại. Hôm nào tôi có thì giờ tôi nói cái chuyện quý vị nghe, hôm nay hết giờ. Đó nè, còn cái khổ lạc, bác không còn cái khổ lạc, giàu nghèo sang hèn khen chê khổ lạc. Bây giờ còn hai cái khổ lạc nữa, khổ là vui. Thế thì bây giờ đó, người ta khổ có hai thứ khổ, khổ thân và khổ tâm. Cách đây cũng một tuần hơn, tôi ngủ không được. 1 giờ mấy tôi dậy, tôi ra mở truyền hình tôi coi. Chứ giờ buồn quá, có gì đâu coi, mở truyền hình coi. Mà không biết gì đó, có gì coi nói kệ, cho nó đỡ buồn vậy thôi. Thì cái vở kịch đó, tôi không biết cái vở kịch, cái đề của người ta nhiều. Nhưng mà nó ngang, khúc giữa đó, đại khái thế này. Cái ông em nó qua thăm ông anh, mà ông anh thì bệnh dữ lắm, tay là cầm một dốc thuốc như vậy mà nuốt không vô. Bệnh trong người mà cái tay cầm một dốc thuốc mà nuốt không vô. Người em mới nói này nè, tôi thấy anh có thằng con mà anh cưng nó bậy quá, anh chiều nó bậy quá, rồi bây giờ nó hư hỏng đó, anh khổ rồi. Bây giờ anh coi nè, lấy cái kiến đưa anh coi nè, trước đây mấy tháng đó thì anh còn phương phi, anh còn như thế này, bây giờ anh thấy tiều tụy như thế này, anh thấy không? Ông anh ngồi buồn đó. Chú mày đi về đi, chuyện gia đình tao, con tao, để tao giải mắt mới mày về đi. Người con nói không phải, em muốn góp ý với anh, đừng có thương con cái kiểu đó. Mình thương nó là phải giáo dục nó, phải cho nó ăn học, phải nó thành người, nó thành tài, nó hữu dụng cho xã hội. Còn nó đòi cái gì anh chu cấp cho nó đòi cái gì anh theo chiều nó. Bây giờ nó hư, người ta mang tiếng mang tai, họ nói đủ thứ chuyện hết. Em muốn góp ý với anh là vậy. Anh này nói tao khổ quá. Thế mà cầm cái nắm thuốc ở trên tay này, cái ly nước đó mà uống không vô, khổ về thằng con hư, tức là khổ tâm. Thấy nè, không biết cái câu chuyện đó người ta muốn nói cái gì ở trong truyền hình đó, tôi không biết cái đầu đề tôi biết, nhưng mà khúc giữa tôi thấy là cái người cha này khổ vì thằng con hư. Như vậy là chiếu cái hình cái nhà đó thì tốt lắm, cái nhà đó khang trang lắm, đầy đủ tiện nghi hết, nhưng mà ngồi tiều tụy đó, mặt nhăn nhó mà thuốc mà uống không vô vì khổ vậy thằng con. Như vậy ở đời này có hai thứ khổ, khổ thân và khổ tâm. Nhưng mà khổ thân đó thì người ta còn khắc phục được, như là mất mùa, như là tai này, thiên tai lũ lụt, người ta còn khắc phục. Nhưng mà khổ tâm thì người ta chết bởi vì là cái tinh thần bị khủng hoảng. Cái người khủng hoảng là người đó tìm cái chết thì thôi, mà chết do khủng hoảng tinh thần là không siêu thoát được. Cho nên bất cứ tôn giáo nào cũng cấm tín đồ của mình là tự tử. Đạo Phật cũng vậy, đạo Chúa cũng vậy, là cấm đệ tử tín đồ của mình tự tử. Như vậy họ khổ tâm họ mới chết. Thế nè, cái thứ hai là vui.
Bây giờ mình mở cái truyền hình ra, mình thấy là đủ thứ kinh hết, kinh nào cũng thấy vui hết. Ông kinh này đố cái này, chuyện kinh kia, có chuyện kia nữa, bài ra ca nhạc múa hát vui lắm. Nhưng mà con người chúng ta đâu có hết khổ đâu. Trên cái truyền hình này làm tất cả mọi thứ để con người vui, nhưng mà thực tế con người không hết khổ. Bởi vì cái vui đó, cái vui tạm bợ, cái vui của gì? Của thế gian đối đãi. Mà cái vui của chúng ta là cái vui an lạc. Có cái bài thơ người ta định nghĩa nè: chớ có so đo khổ với vui, vui trong tham dục vui là khổ, khổ để tu hành khổ mới vui. Như vậy là chúng ta chạy theo cái ảo ảnh, chúng ta chạy theo cái dục lạc của thế gian chúng ta vui, nhưng mà cái vui đó rồi chúng ta ôm cái khổ đau ngàn đời. Còn cái người tu hành của chúng ta tìm được cái gì, cái khổ, khổ để tu hành, tức là mình khắc phục từ cái ăn, cái mặc, cái lời nói, rồi từ sinh hoạt, tức là mọi việc mình khắc phục, tức là lúc đó mình thấy khổ lắm. Ai chửi mình mà nhìn mình thấy khổ vậy. Thế nè, nhưng mà mình nhẫn nhục được thì tất cả những tai họa nó không đến với mình. Từ cái chỗ mà chúng ta nhẫn nhịn, tức là chúng ta thấy khổ, ban đầu chúng ta thấy khổ đó, nhưng mà cái vui của chúng ta là cái vui không cùng tận của ngày mai, tâm của chúng ta an lạc. Như vậy khổ vui tức là hai cái cảnh đối đãi của thế gian. Người ta châm đầu vô cái vui của thế gian, về trà đình tửu điếm là chúng ta khổ. Thấy nè, cái vui của người tu hành tức là cái vui để chúng ta tìm được là cái cảnh an lạc của nội tâm. Nhưng mà Ảnh Giác Thiền Sư có hai cái câu cuối cùng của cái bài thơ Xuân: mạc vị xuân tàn, hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Như vậy là chúng ta đối với xuân cảnh, xuân thời thì hoa tàn, hoa rụng của thế gian là như vậy. Nhưng mà đối cái xuân thiền, xuân ý, xuân tâm, thì khi chúng ta trở về với cái tâm an lạc của chính mình thì cái vui đó là cái vui vĩnh biệt. Thì bài giảng hôm nay đến đây tạm kết thúc. Chúng tôi chúc đạo tràng hành giả